nè, nguyên khu mộ cổ nè, mộ này thời chắc nhà ngày xưa nhà giàu lắm đó, mới làm được những cái mộ như thế này. Đó. Không phải là nhà tầm thường mà làm được đâu. Mộ này ngày xưa chắc cũng quý tộc quá. Ngày xưa người ta hay làm những cái mộ mà có hình con cá quá rồng á. Đó, bây giờ hiện tại là trên đây có hai cái mộ cá quá rồng nè. Ở đây có quán cà phê bóng đá bên sông nè. Quán hủ tiếu 25k luôn, đi qua cầu. Đi qua cầu trời chết khiếp luôn. Cái cầu gì đâu nó cao mà nó nhỏ xíu quá. Câu có cá không em? Chưa có hả? À, em ở đâu gần đây không? À về. Xin chào anh chị và cô chú đến với kênh Khám Phá Vùng Quê. Hiện tại em có mặt tại đường Lộ Đình thuộc xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Ở khu vực này buổi chiều rất là mát luôn. Em sẽ giới thiệu đến cho anh chị một vùng nông thôn của huyện Gò Công Tây. Ở đây có căn nhà vườn rất là đẹp. Đây các đại gia nào về làm nhà vườn ở đây nè. Đó, đẹp quá trời ha. Buổi chiều đây thanh bình quá trời luôn. Hiện tại là bây giờ cũng 4 giờ mấy rồi anh chị, 4 giờ mấy 5 giờ chiều rồi. Em thấy cảnh quan đẹp quá. Chứ phần đi công việc cũng mới về nữa. Nên em chia sẻ đến anh chị cái video buổi chiều cho mọi người coi buổi chiều vùng quê như thế nào nha. Ở đây đường xe 2 tấn rưỡi nè. Con đường này cũng rất là sạch sẽ. Mình sẽ chạy vào đây tham quan con đường nông thôn, xem cây bà con buổi chiều sinh hoạt như thế nào. Bây giờ cũng 5 giờ rồi, 4 mấy 5 giờ chiều rồi, bà con đi làm chuẩn bị đi về rồi. Ở đây có cái trà sữa nữa nè. Ở trà sữa nhà làm luôn. Ở trong đây có học sinh gì đâu. Bán quay uống không biết nữa. Bán gạo, bán tấm, bán đồ. Ở trong đây buôn bán cũng khó khăn lắm anh chị ơi. Buôn bán tại nhà luôn. Phía trước mình là cầu Thạnh Phú. Cầu này là cầu 5 tấn. Ở trong kia có nhà vườn đẹp quá. Đây là ngay cầu này. Có con vịt đang lội. Ở đây là ngay ngã ba rồi. Hướng này đi đâu không biết. Đường tổ 1, tổ 2, tổ 3, đường xe 3 tấn rưỡi nè. Mình chạy vô đây thử coi. Ở đây kia ngay chỗ chân cầu nè. Người ta kêu bán đất luôn, để số điện thoại đó. Anh chị nào có mua liên hệ số điện thoại nè. Ở ngay số điện thoại của chủ luôn đó. Sẵn giới thiệu giùm chủ luôn. Bên đây cũng bán luôn đó nè. Bán chính chủ. Trong kia có cái nhà gì. Nhà để đồ đặt giặt nhiều quá. Con đường bên đây đẹp tuyệt vời luôn anh chị ơi. Khỏi chê vào đâu được luôn. Con đường quanh co uống lượng. Nhà bà con buổi chiều còn đóng cửa, chưa có ai mở cửa hết á. Ở đây buổi chiều á thì cũng không có ai đi chơi đi vài gì đâu. Người ta mạnh ai nhà nào cũng đây ở á. Buổi chiều có mấy em nhỏ ra đồng thả diều. Hai đứa. Ở đây nè,
nhà cửa cũng chưa mở cửa, chắc đi làm hết rồi. Đường nông thôn trong đây sạch đẹp quá. Ở đây xứng đáng để nghỉ dưỡng luôn ạ. Đây người ta trồng bí nè. Này hình như bí đỏ hay sao á. Mấy cái loại bí á, cái lá nó cũng giống giống nhau vậy đó. Em chỉ em đoán thôi chứ thật ra nó cũng chưa chắc gì chính xác đâu. Cầu kênh N8. Cầu này đi đâu đây? Bên đây là cái kênh N8 hả ta? Mình sẽ tham quan đường này nè, tham quan đường ven kênh này nè, đường xe 8 rưỡi. Ở bên đây là mấy kênh, bên đây còn nước, còn hơi ít một chút. Ở đây bà con đang trồng tầng ô nha, cây tầng ô nè. Đó, em quay cận cảnh sát cho anh chị coi, nó còn hơi nhỏ mà nó mọc không đều, đâu có chỗ bự chỗ nhỏ kỳ ha. Ở đây là ngò rí anh chị ơi, ngò rí với trồng thêm cái dây leo gì nữa nè, cái hình như bầu bí gì đó. Buổi chiều ở đây mấy anh đi đánh bóng chuyền, đông ha, buổi chiều đông vui ha. Em thích đi quay buổi chiều như thế này nè. Nắng đã tắt rồi thì khung cảnh rất là đẹp luôn, mà lại mát nữa. Hiếm khi nào mà gặp được bầu trời mà nó đẹp như thế này. Kia cạn nước thôi à, đây cạn nước đó là bà con cũng đang trồng nữa nè. Đây cái mương này còn nước nhiều, có thể tưới được. Cái mương này nước sâu á. Làng quê đây buổi chiều thanh bình nhá. Ở đây người dân chủ yếu người ta làm nông mà. Ai cũng làm nông hết, ở đây ta trồng củ cải trắng. Bự hết rồi, bự thu hoạch. Đây có cái cầu chạy qua kênh bên kia được luôn á. Mát ha. Để em chạy qua bên kia cho anh chị coi cái em vạch lại. Đây con chú dưới đang bắt cái gì ha, đang sửa đò. Đây nước cạn hết rồi, người dân tiết kiệm từng giọt nước luôn á. Mùa này khó khăn dữ lắm. Chạy qua
qua đường này quay cho mọi người coi nha. Đường bên đây đẹp hơn bên kia. Khu vực này người ta trồng củ cây trắng nhiều lắm anh chị ơi. Đó, củ mọc lên luôn rồi, củ bự luôn rồi. Ở dưới thì người ta trồng dưa hấu à, riêng một dải luôn. Mùa này người ta trồng dưa rất là mạo hiểm luôn. Mùa này không biết có nước không mà dám trồng dưa luôn đó. Đây là củ cải trắng này. Chưa có củ bự, cái này cũng còn nhỏ. Mấy người dưới quê á, người ta ở mà cái không khí trong lành rất là tuyệt vời luôn, nhưng mà ít có ai nhận ra được điều đó lắm. Tại người ta ở dưới đây quen rồi, người ta chán dưới đây rồi, người ta thấy cũng bình thường. Còn như mấy người ở trên thành thị đâu á, bên nước ngoài đâu, đi về đây thấy cảnh như thế này á, rất là tuyệt vời luôn. Không phải ai cũng có điều kiện để đi về đây mà hưởng được cái không khí trong lành ở dưới miền quê đâu. Tuy rằng người ta có đủ điều kiện để người ta mua, người ta ở được đó, nhưng mà với công việc của người ta đó, công việc rồi với nó không có đủ điều kiện, nó sẽ cuốn người ta đi làm kiếm tiền, không có dứt ra được. Ở bên kia có nguyên một khu mộ cổ luôn á anh chị. Khu mộ này không ai dám lấy đâu. Khu mộ này em nghĩ là chắc cũng ít nhất là 100 năm chứ không ít đâu. Khu mộ này là ngày xưa người ta bằng đá đặt luôn á, chứ không phải là người ta xây bằng xi măng đâu. Nè, nguyên khu mộ cổ nè. Mộ này thời chắc nhà ngày xưa nhà giàu lắm đó, mới làm được những cái mộ như thế này. Đó. Không phải là nhà tầm thường mà làm được đâu. Mộ này ngày xưa chắc cũng quý tộc quá. Ngày xưa người ta hay làm những cái mộ mà có hình con cá quá rồng á. Đó, bây giờ hiện tại là trên đây có hai cái mộ cá quá rồng nè. Mộ này dạng như nó đã tồn tại theo năm tháng rất là lâu rồi. Bây giờ có mấy người mà cả trăm tuổi á, bậc mai mới biết được thôi. Chứ còn ra mấy nhỏ nhỏ cỡ như em đồ này kia là không biết nó có từ đời nào đâu. Mấy cái mộ cổ đó nhìn cái âm khí nó nặng lắm anh chị. Nhìn vô cảm thấy người ta có hay ớn ớn liền à. Ở đây có quán cà phê bóng đá bên sông nè. Quán hủ tiếu 25k luôn, đi qua cầu. Đi qua cầu trời chết khiếp luôn à. Cái cầu gì đâu nó cao mà nó nhỏ xíu à.
đây là địa bàn của xã Thanh Trị rồi anh chị. Ở bên kia là trường học nè. Mé ngoài là quốc lộ 50, nó song song với con đường ở trong đây. Rồi chắc mình phải chạy con đường trong đây để cho anh chị mình ngắm cảnh. Ở đây trụ sở văn hóa nè, Thành Yên. Ở văn hóa Thành Yên là Thanh Trị luôn. Ở đây có đình Vĩnh Bình, đình Vĩnh Thạnh chứ, mới lộn. Ở chỗ này là cái gì đây? Chỗ này là trường tiểu học Phan Thế Giỗng. Trường tiểu học cũng rộng lớn quá ha. Bây giờ học sinh đi học về hết rồi. Hình như là bữa nay thứ bảy chủ nhật học sinh không có đi học hay sao, em quên đó. Đại lý bia nước ngọt hai ý. Xe tải ra rồi chạy vô đây đầu thoải mái không? Câu có cá không em? Chưa có hả? À, em ở đâu gần đây không? À về. Rồi anh đi nha. Rồi em trai đang đi câu cá. Nước cạn nè, có cá lóc cá đòn. Ở đây mấy nhà là còn khổ quá nè anh chị. Nhà xưa khác khổ ghê luôn. Không biết nhà có điều kiện làm ăn không mà sao thôi nhà để khổ quá trời khổ. Thời buổi bây giờ cắt căn nhà cũng cố gắng thì cũng cắt được thôi, mà sao căn nhà đó còn để cũng hơi khó khăn chút. Có nhiều khi nhà người ta người lớn nhiều quá, không có ai làm việc được nên nhà còn khó khăn không thể cắt được. Mình cũng không có ở trong nhà người ta, mình cũng không biết. Thì ở đây thì mình nói theo khía cạnh của mình thôi. Ngay chỗ phía trước là chỗ đông dân cư, người ta để đi chậm, có trẻ em. Đây chị em nhiều tiền. Đây có chạy lên tập đến xong nằm ngủ. Ở đây người ta cưa củi, ta để quá trời luôn nè. Không biết người ta để ta chụm cái gì. À, cây này không có cây gì hết anh chị. Chiều mát mẻ quá, đường này ít xe cộ lắm.
có cây mít trái quá trời luôn, cây mít bự. Mít bự không giáp luôn á. Cọc kênh số 2 giai đoạn 3 cái đường ngoài quốc lộ 50 đường xe đông lắm anh chị, có đi đường trong đây nè, ít xe mà cảnh đẹp nè, mà hiếm ai biết đường trong đây lắm, đường trong đây chỉ có dân địa phương đó. Hoặc người ta có đất đai hay nhà cửa gia đình được trong đây mới biết đường đây. Còn như người ta đi là ta đi đường mấy ngoài vào đây. Đây bà con trồng rau muống là bự rồi. Giờ chắc bán được rồi, nó muốn hình như muốn già luôn rồi. Chiều ngồi chơi mình luôn. Ngồi lấy hai chiếc đũa gõ cho cái ghế. Bây giờ chắc cũng trễ rồi anh chị, em sẽ chạy chắc phải chạy nhanh chút để trên đường mình chạy về nhà đó. Đó mình kiếm cái chỗ nào ấy thì mình chạy nhanh chút. Đi làm từ sáng giờ quay đường không à, giờ buổi chiều rồi đói bụng rồi, thôi thầy chỉ bó lại để cho mấy con ấy côn trùng nó mới vô để cho ăn được, rồi nó côn trùng nó vô cái là khỏi ăn luôn. Đây có mấy cướp lòng nai, lòng vi, lòng xà ba nữa. Trong khu vực đây mở tại nhà luôn á. Trong đây có con đường đẹp lắm anh chị. Em sẽ chạy vô vòng cho anh chị coi nha. Đó, con đường trong đây rất là đẹp luôn. Đường tổ 6, Thạnh Phong. Ở đây bà con ở đây hưởng không khí trong lành chưa. Hai bên trồng bông hoa nè. Cụ già chiều đi tập thể dục có sức khỏe.
một con đường chạy dài luôn. Đường nông thôn chiều thơm mùi mùi rạ nè, là nhớ cảnh quê liền. Anh chị nào đi xa quê á, ngày xưa ở trong đồng ruộng á, giờ đi xa quê hửi cái mùi rạ nè, mùi rạ người ta phóng rồi nè, nhớ cảnh đồng quê đó. À, vô trỏng còn bông hoa rồi rất là nhiều luôn á. Em sẽ quẹo đường này nè, quẹo qua đây để chia sẻ khu vực đồng quê cho mọi người coi. Đây là mò hai cái mỏ. Nguyên khu vực này không có nhà ở gì đâu, ở trong đây tối là hiu quạnh luôn á. Bà con ở trong đây là tối là khỏi dám ra ngoài luôn á. Có một cái mã giữa quay đồng luôn các anh chị, giữa quay đồng luôn á. Ở đây có một cây cầu người ta làm bằng cái cục điện đi qua sông. Rồi, phía trước là tới đường nhựa rồi. Thì chắc tới đây em cũng kết thúc cái video, tại video cũng dài rồi anh chị. À, khu vực trong đây đẹp chưa? Đường xá ok luôn. Nông thôn. À, mấy anh thì chở đất xe ba gác máy chở đất luôn. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại anh chị nha.